Sự thế giới hôm nay ngày 28 tháng 7 có những thông tin đáng chú ý sau. Ấn Độ tích hợp vũ khí bản địa vào máy bay chiến đấu Rafale. Nga phát triển 3 biến thể của chiến đấu cơ tầng hình Su-75 Checkmate, Ba Lan đặt kỳ tàu tình báo tín hiệu. Không quân Ấn Độ đang tìm cách tích hợp các mẫu tên lửa do Ấn Độ tự phát triển vào chiến đấu cơ Rafale với sự hỗ trợ từ Dassault Aviation. Cụ thể Ấn Độ đã đề nghị Dassault Aviation cho phép máy bay Rafale được trang bị tên lửa không đối không Astra và vũ khí thông minh không kích sân bay. Mục tiêu hàng đầu của chương trình này là cho phép Ấn Độ tăng cường xuất khẩu các loại vũ khí bản địa cho các đối tác khai thác máy bay Rafale, đặc biệt là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập. Đáng chú ý trước đây Ấn Độ đã thất bại trong việc thu hút sự quan tâm của các nước đối với máy bay chiến đấu nội địa Tejas, mà nếu có được điều này thì việc xuất khẩu các loại vũ khí phóng từ trên không của Ấn Độ sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau đó máy bay chiến đấu Tejas cũng đã tương đối thành công khi được chào bán ở các quốc gia, mà vì lý do chính trị không thể mua được máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, Su-35 của Nga hay G-10C của Trung Quốc. Hiện tại, không quân Ấn Độ đang có trong biên chế 36 máy bay chiến đấu Rafale. Thương vụ mua máy bay Rafale của Ấn Độ cũng gây nhiều tranh cãi khi hợp đồng ban đầu mua 126 máy bay chiến đấu này bị hủy bỏ, khiến Ấn Độ chỉ mua được 36 chiếc như vậy, với giá hơn 240 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, theo hợp đồng của năm 2016, cao hơn gấp đôi so với mức giá Mỹ dành cho xuất khẩu F-35A. Rafale vẫn được coi là chiến đấu cơ uy lực thứ hai trong không quân Ấn Độ sau Su-30MKI, với những ưu điểm vượt trội ở hầu hết các thông số, từ tầm bay, khả năng cơ động, trần bay cho đến phạm vi tác chiến không đối không và chống hạm bằng các tên lửa như R-37M và Brahmos. Đáng chú ý là Brahmos, tên lửa uy lực và nổi bật nhất của Ấn Độ lại quá nặng, không thể sử dụng cho loại máy bay hạng nhẹ như Rafale. Với việc thúc đẩy tích hợp các mẫu tên lửa phát triển nội địa cho máy bay chiến đấu Rafale, Ấn Độ hy vọng sẽ tăng cường xuất khẩu được nhiều loại vũ khí, khí tài của mình cho các đối tượng sử dụng mẫu máy bay chiến đấu của Pháp này. Theo hãng thông tấn Nga TASS, United Aircraft Corporation đang phát triển 3 mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ Su-75 Checkmate mới, gồm biến thể một chỗ ngồi, hai chỗ ngồi và không người lái. Các tài liệu từ hồ sơ sáng chế do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga cho thấy, phiên bản ban đầu của thân máy bay Su-75 Checkmate đã có những cải tiến đáng kể, có sự tương đồng đáng kinh ngạc với phương án thiết kế tiềm năng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, Engad của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin. Thông tin thiết kế chi tiết của phiên bản một chỗ ngồi cho thấy, máy bay sẽ có một cánh tà phía trong lớn hơn và phần đuôi đã được sửa đổi và mở rộng để tạo bộ ổn định hình thang. Những thay đổi về thiết kế đối với các cạnh thân máy bay, sống máy bay, các cạnh định hình khai hút gió được làm dốc về phía trước, làm giảm đáng kể bề mặt phản xạ tín hiệu, giúp máy bay khó bị radar phòng không phát hiện hơn. Biến thể hai chỗ ngồi cũng giống biến thể một chỗ ngồi, nhưng có cabin kéo dài, giống máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi Su-30SM còn phiên bản không người lái của SU-75 Checkmate, giống với mẫu máy bay một chỗ ngồi và sự khác biệt duy nhất với phiên bản một chỗ ngồi là nó không còn buồng lái nữa. Các báo cáo ban đầu cho biết, nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu SU-75 đã được thiết kế xong và chuyến bay thử đầu tiên dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất của United Aircraft Corporation, Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu một động cơ thế hệ mới Su-75 sẽ lùi lại đến năm 2025 và máy bay chiến đấu này sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Khả năng cao nguyên nhân cho sự chậm trễ này là do có sự thay đổi, mở rộng thành 3 phiên bản, đòi hỏi phải thay đổi thiết kế bổ sung. Theo tạp chí quân sự 1945, nếu Su-75 được sản xuất hàng loạt, nó có khả năng sẽ được trang bị cho một số quốc gia có máy bay chiến đấu tăng hình thế hệ thứ 5. Tạp chí Quân sự 1945 cũng thừa nhận một lợi thế của Su-75 Checkmate là máy bay chiến đấu này sử dụng các thiết bị và linh kiện có sẵn từ Su-57. Tuy nhiên, ấn phẩm này cũng không cho rằng Su-75 có thể so sánh được với F-35 Lightning II của Mỹ. Theo thông báo từ nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển, ngày 27 tháng 7, Ba Lan đã tổ chức lễ đặt ký tàu tình báo tín hiệu đầu tiên tại nhà máy Remontowa với sự tham gia của đại diện công ty Saab và Hải quân Ba Lan tháng 11 năm ngoái, Saab đã giành được hợp đồng thiết kế và đóng hai tàu tình báo tín hiệu cho Hải quân Ba Lan, tích hợp các hệ thống tác vụ tình báo phức tạp. Nhà máy đóng tàu Rimontowa được chọn làm nhà thầu phụ tại địa phương. Thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng và các hệ thống khí tài trên tàu chưa được công bố. Tàu tình báo tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong thu thập dữ liệu tình báo, góp phần nâng cao năng lực thu thập thông tin tình báo tổng hợp cho lực lượng hải quân nói riêng và cộng đồng tình báo nói chung tàu được trang bị hệ thống giám sát công nghệ cao và đôi khi có thể được ngụy trang thành tàu thương mại để thu thập thông tin hoặc triển khai các nhiệm vụ đặc biệt phục vụ các hoạt động quân sự.